Phần cuối tạp chí giao thông ngày hôm nay là chuyên mục bí kíp tay trái lụa. Chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị kinh nghiệm lái xe ô tô an toàn cho người mới lái. Một lần nữa cảm ơn sự đồng hành của thương hiệu nón bảo hiểm Bulldog đến từ công ty BBI, chuyên phân phối nón bảo hiểm và đồ bảo hộ tại Việt Nam, đã đồng hành cùng với Ban Khoa giáo Đại trường Thành phố Hồ Chí Minh qua chương trình tạp chí giao thông. Việc di chuyển trong các thành phố lớn hỗn độn các loại xe là nỗi ám ảnh của các lái xe, nhất là những người mới lái. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể lái xe an toàn nếu chịu khó tập luyện. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, người mới lái xe nên lưu ý khi điều khiển ô tô. Thưa chị, thì chị có thể chia sẻ là sau khi chị học lái xe xong thì chị bắt đầu lái, thì cái cảm giác của chị lúc đó như thế nào? Thời gian đầu rất là ngại lái xe, tại vì ra đường thấy xe nhiều sợ lắm. Nhưng tâm lý mình là người mới học lái nữa, mình rất là ngại. Thì nhưng mà sau đó thì vì công việc của mình cần phải chủ động trong cái việc di chuyển nên bắt buộc phải tự thân vận động là phải tự lái xe. Thì sau một thời gian trải nghiệm bằng cách tự lái thì cũng rút ra được một vài cái kinh nghiệm, và từ đó là cảm thấy tự tin hơn khi mà lăn bánh ở trên đường. Vậy thì chị có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm cũng như là mẹo vặt để lái xe an toàn cho những người mới như thế nào? Đối với người mới á, thì điều đầu tiên khi lên xe là phải kiểm tra các vị trí trên xe, ví dụ như là vô lăng nè, phanh nè, côn nè, thắng tay nè, rồi cần số nữa. Mình phải tập làm quen các vị trí đó để mà khi mình thao tác á, thì sẽ chính xác và an toàn. Ngoài ra là mình phải chỉnh cái ghế của mình, rồi mình phải chỉnh gương chiếu hậu, chỉnh cái vô lăng như thế nào để mình cảm thấy thoải mái và mình quan sát được tốt. Và đặc biệt mình phải nhớ thắt dây an toàn để mình bảo vệ bản thân mình và bảo vệ những người xung quanh, và phải tuân thủ theo những cái quy định của nhà nước. Người mới thì nên chạy xe với tốc độ vừa phải, không nên chạy tốc độ nhanh. Khi mà mình tập luyện tốc độ vừa phải rồi thì mình sẽ tăng dần tốc độ lên. Một điều nữa là người mới của chúng ta phải nên giữ khoảng cách an toàn khi lái xe. Điều này rất là quan trọng. Khi lái xe chúng ta cũng phải chú ý biển báo. Ở trong thành phố có rất là nhiều biển báo, hoặc là trên cao tốc thì mình cũng càng phải chú ý biển báo nữa. Có những chỗ người ta sẽ giới hạn tốc độ, hoặc là những cái ngã rẽ mà mình nên cần phải quan sát. Và điều cuối cùng khi lái xe thì phải hết sức bình tĩnh trong mọi trường hợp, phải luôn luôn phải giữ cái tâm thế của mình là bảo vệ mình, bảo vệ xe và bảo vệ những người ở xung quanh. Rất cảm ơn những lời chia sẻ của chị. Chúc chị thật nhiều sức khỏe cũng như lái xe một cách an toàn thưa chị. Và thưa quý vị, những kinh nghiệm vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí giao thông của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tiếp theo.